Xin chào tất cả các bạn nhé, xin chào tất cả các bác cũng như các ông, các chú, mọi người đang xem video về xe điện ba bánh của Mạnh Phát đúng không? Rất lâu rồi đúng không? Hôm nay thì Mạnh Phát sẽ ra một cái video rất là hay và rất là chi tiết về một trong những mẫu xe và bán chạy nhất tại Mạnh Phát là gì? Mẫu xe điện ba bánh đa năng 3 chỗ ngồi, phiên bản là giỏ sắt, giỏ trước sắt và giỏ sau sắt. Một trong những phiên bản với giá thành phải chăng nhất và những chất lượng tốt nhất và được Mạnh Phát phân phối với chế độ bảo hành lâu nhất toàn quốc. Chúng ta cùng đi vào, đây là chính là một chiếc xe điện ba bánh đa năng 3 chỗ ngồi của Mạnh Phát đúng không? Chúng ta cùng xem 3 chỗ ngồi sẽ như thế nào. Đây sẽ là một chỗ, các bạn có nhìn chưa? Tiếp theo, có một ghế trẻ em. Tiếp theo là gì ạ? Một chiếc ghế nữa. Đây là trạng thái của 3 chiếc ghế hoàn chỉnh. Chúng ta hoàn thể chở 2 người lớn, chúng ta sẽ gặp chiếc ghế này vào. Đấy, anh ta sẽ quay xe đây một chút cho mọi người nhìn chi tiết hơn. Đấy, nhân tiện đây Mạnh Phát cũng nói luôn, sản phẩm của Mạnh Phát sẽ trang bị da dòng da cao cấp. Nếu bạn nhìn này, da cao cấp nhìn khác ngay. Đấy, điện rất là mút, rất là dày, êm, rất là chắc chắn. Ok, khi chúng ta muốn lai em bé đúng không, chúng ta sẽ mở lên. Và đặc biệt là gì ạ, gần gấp này vào. Đấy, cùng vào trạng thái một ghế. Và bí quyết nó nằm ở đâu, xin mời anh ta sẽ đi vòng đây một chút để cho mọi người xem bí quyết khi mà biến từ trạng thái 2 đến 3 ghế ra nằm ở đây. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy, tình ý sẽ nhìn thấy đấy. Anh ta sẽ quay xe một chút, quay xe vào đây. Ok, đấy, ấn xuống này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ok, lật ra. Đúng chưa? Rất là thông minh đúng không ạ? Và rất là tiện. Ấn xuống. Ok. Và mình lưu ý luôn, đang quay ở cái để biến đúng không ạ? Cái để biến, cái lẫy để biến này, hai hoặc ba ghế thì chúng ta sẽ nhìn lưu ý nhìn ra đây. Có một cái lẫy sạc. Đấy, đây chính là vị trí sạc của chiếc xe ba bánh này. Đó. Xe điện ba bánh của Mạnh Phát thì được phân phối với rất là nhiều màu, bao gồm trắng, đỏ, xám và xanh. Tem của Mạnh Phát luôn luôn là tem nước. Đó. Rất là đẹp. Trừ cái phiên bản màu nhám này nhá, thì bắt buộc là không thể sơn bóng vào được. Thì tem, nhưng mà được cái là gia công rất là dày, chúng ta sẽ không thể bóc được. Đấy, rất là khó bóc. Đối với những cái màu bóng thì luôn luôn là được là tem nước của các bạn nhá. Những màu nhám thì không thể sơn được, không thể ra được tem nước. Đấy, các bạn lưu ý. Đơn vị nào cũng vậy, họ sẽ không thể làm được điều đấy. Ok. Xe Mạnh Phát được trang bị là gì ạ? Khung sườn rất là dày. Đây, đây chính là bộ khung của chiếc xe. Đấy, giờ sẽ quay đèn luôn, khung rất là to nhá. Một số đơn vị họ đặt cái xe nan ná của Mạnh Phát nhưng mà là khung nhỏ hơn thì giá thành là sẽ giảm đi, nhưng Mạnh Phát không, Mạnh Phát muốn giữ tất cả những cái gì tốt nhất để cho các bạn, giỏ rất là dày. Đây, anh giờ sẽ quay xe được một chút này. Đấy, đây là giảm sóc thuộc hành trình của Mạnh Phát. Đấy, vẫn là những chi tiết rất là chắc chắn luôn. Đã có những đơn vị họ làm giống Mạnh Phát đúng không? Mạnh Phát rất là vui khi những đơn vị đấy họ thấy sản phẩm chất lượng mà họ cũng nhập về bán cho các bạn. Tuy nhiên là hãy nhập đúng những cái linh kiện tốt nhất. Đấy, không cần thiết là phải giảm giá đúng không? Bởi vì người tiêu dùng họ cũng đâu chưa chắc họ đã cần là gì. Giá có rẻ thì mình bán rẻ hẳn, đừng bán giống những sản phẩm khác mà mình chọn hàng giá rẻ đâu. Rẻ trước là phiên bản là rẻ inox. Inox thì cứ chắc chắn là rất là bền rồi đúng không ạ? Bền chắc chắn và không bao giờ sợ gì đúng không ạ? Rất là bền chắc chắn. Vành là vành nhôm. Phanh trước là phanh cơ các bạn nhá. Đấy, xe ba bánh thì mình luôn luôn khuyến khích mọi người là nên mua phanh cơ. Thứ nhất là gì ạ? Bền bỉ, dễ sửa chữa, mình có thể tăng phanh, mình có thể nhả phanh rất là dễ. Đây, anh ta sẽ quay xe một chút này. Rất đơn giản thôi, chỉ là một chiếc xe máy chúng ta tăng phanh này. Đấy, đi một thời gian thì khi mà phanh nó mòn vào, đấy, chúng ta sẽ tăng vào đúng không? Tăng vào dần. Rất đơn giản. Như đối phanh đĩa, nhiều người họ sẽ rất là khó sửa khi chúng ta mua xe ba bánh mà trang bị phanh đĩa. Đây là một lời khuyên rất là chân thành với mọi người, đừng có ham phanh đĩa làm gì cả. Khi chúng ta đi với tốc độ tối đa có 30-32 cây thì phanh đĩa là có vấn đề gì đâu, đúng không? Ok. Đặc biệt là gì ạ? Mạnh Phát là có rất nhiều lốp của xe ba bánh này. Khi chúng ta muốn mua thêm lốp cũng là cũng có sẵn nhé các bạn nhé. Sản phẩm là có sẵn chứ không phải là đặt. Đấy, ok. Tiếp theo thì phần đằng sau. Đây, tiếp theo sẽ quay đằng sau. Xe ba bánh Phát được trang bị là 3 vành, đều là vành nhôm cắt CNC hết. Đấy, vành nhôm 6 chấu cắt CNC rất là đẹp. Đó, đây, đằng sau thì ngoài hệ thống đèn sinh nhan, đèn cảnh báo thì sẽ có động cơ và cầu. Động cơ của Mạnh Phát được khắc số khung số máy rất đầy đủ. Đây, chúng ta sẽ quay xe vào cho mình một chút. Cố quay các bạn nhìn. Đây, số khung số máy đây. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy chưa? Đây là chúng là số khung số máy của chiếc xe. Ok. Đấy, động cơ đều được dập nổi hết. Đấy, mọi người quan sát, và đặc biệt là trang bị hai giảm sóc sau. Đấy, hai giảm sóc sau và hai phanh. Phanh cơ sau cũng vậy, chúng ta cần chúng ta sẽ tăng những góc này lên vặn sâu vào. Thì là một chi tiết rất là đơn giản luôn, là tăng phanh. Ok. Xe thì sẽ được trang bị là hai phanh tay. Đây. Đấy, anh sẽ quay xe đây một chút các bạn nhìn này. Phanh bên phải là phanh trước, phanh bên trái là phanh sau, và thêm một phanh chân nữa. Đấy, các bạn lưu ý này. Đấy, rất là an toàn. Mọi người lưu ý nhé,
cái xe điện ba bánh này vận hành khác hoàn toàn so với chiếc xe máy mà chúng ta thường đi. Mọi người, mình đi ra xe ba bánh mình gặp rất nhiều tình trạng là gì ạ? À, mình đi xe máy quen rồi thì xe bánh rất đơn giản, nhưng bạn lầm. Những người có bằng lái ô tô thì họ trở lên xe này họ lái rất đơn giản. Nhưng đối với những người mà đi xe máy mà họ quá quen rồi mà họ trở lên xe này họ lái theo phong cách của xe máy thì lưu ý rất khó lái. Tại vì sao? Xe ba bánh khi mà nó đổ cua thì chiếc xe nó không nghiêng mà người chúng ta nghiêng. Nhưng mà chúng ta đi xe hai bánh thì sao? Chúng ta nghiêng người là nghiêng cả xe, đúng chưa? Tiếp theo là gì? Ba bánh thì nó là ba đường thẳng song song, ba đường thẳng thì nó cần ba điểm tiếp xúc. Chính vì vậy thì chúng ta đi vào một chỗ là gì ạ? Một cái G thì một cái đây mình sẽ đi mỗi các bạn xem. Đây cho các bạn biết. Ok. Các bạn có thể quan sát một bánh ở dưới thấp, một bánh ở trên cao thì chắc chắn là cái xe nó sẽ bị nghiêng. Đúng không? Bởi vì nó là ba điểm tiếp xúc mà. Như này thì các bạn sẽ chưa nhìn rõ, nhưng nếu mà mạnh phát ra đây các bạn đây. Như này, các bạn nhìn rõ độ nghiêng. Đây là điều rất là bình thường của chiếc xe. Đấy, đúng không? Bánh sau, tàu sau nghiêng thì khiến chiếc xe nghiêng, nhưng yên tâm là sẽ không đổ được. Tiếp theo là gì? Đây, cả thang của cái bánh trước. Đây, mọi người sẽ quay ra đây một chút. Máy phát cố gắng nói kỹ nhất có thể để các bạn thể dễ dàng sử dụng. Đây, khi chúng ta nghiêng thì theo quán tính thì chiếc xe sẽ nghiêng về như thế này. Đúng không? Thì mọi người sẽ bảo là ồ tại sao là cái bánh lái nó lại hơi khó, nhưng không phải là khó nhé. Đấy. Mình khi mình ngồi trên xe. Đấy, mình sẽ ngồi cho bạn xem. À, ngồi trên xe thì sẽ nghiêng như này. Đúng chưa? Thì tay lái mình phải thẳng. Chứ nghiêng một tay lái mà nghiêng theo như này thì không lái được rồi. Đây là một ví dụ khi chúng ta đi vào ổ gà. Hay là đi vào cái đoạn đường mà đường ở Việt Nam thì các bạn biết rồi, là hình mu rùa, ở giữa thì cao, hai ven thì bao giờ cũng thấp xuống khi chúng ta đi sát vào ven. Như này ạ, đây, sát vào ven. Thì rõ ràng là nó phải nghiêng vào bên tay phải. Đúng không? Nghiêng bên phải là điều bình thường. Nhưng mà các bạn mua xe Mạnh Phát các bạn rất là yên tâm, bởi vì là nhân viên của Mạnh Phát cũng như là chính bản thân mình sẽ luôn luôn là người hỗ trợ các bạn nhiệt tình nhất để làm sao chúng ta đi được và hướng dẫn tốt nhất. Đấy, để mọi người có thể đi được chiếc xe yên tâm. Là chúng ta yên tâm là gì? Xe không đổ được thì không phải chống chân là một. Tiếp theo là gì? Thì tập trung vào hai cái tay, tập trung vào lái. Ví dụ như chúng ta đi chỗ sóc, khi lắc thì chúng ta sẽ hơi lỏng tay một chút. Đây là một cái mẹo rất hay. Bây giờ khi bản thân chúng ta đi vào chỗ lắc thì nó một cái phản lực tác động từ dưới lên trên. Khi chúng ta cố gắng thắng lại cái lực đó thì chúng ta sẽ phải lên gân rất là mỏi tay, và nhiều khi không thắng được, cảm giác rất là sợ. Nhưng không, chúng ta để lại một cái khoảng như này. Anh ta sẽ quay xe đây một chút để mình phân tích các bạn xem. Và như các bác các chú biết, chúng ta để nắm tay hơi lỏng một chút hai bên, tức là cố định như này, thì khi mà cái dư chấn ở trên đường nó va lên nó đập vào tay lái thì tay lái sẽ hơi lắc, nhưng mà nó chỉ lắc được ở trong cái khoảng này thôi. Đấy, nó chỉ lắc ở trong cái khoảng này thôi thì nó sẽ giảm dư chấn, chúng ta lái sẽ rất là nhàn. Đấy, mọi người lưu ý nhá. Đấy, xe Mạnh Phát thì đang được dòng này được trang bị là 40 AQ, 48V, 30A, chạy quãng đường là 60 km một lần sạc, động cơ là 600W. Mạnh Phát là đơn vị tự tin là đơn vị bảo hành số 1 tại Việt Nam về xe điện ba bánh. Đó là diện bảo hành khung sườn động cơ 3 năm. AQ Mạnh Phát là hàng tốt nhất. AQ Mạnh Phát bảo hành 18 tháng. 18 tháng tức là 1 năm rưỡi. Còn hệ thống điện của Mạnh Phát là bảo hành 1 năm. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Những sản phẩm tốt thì mới được bảo hành dài. Chúng ta cứ quan tâm là diện bảo hành dài chắc chắn là sản phẩm tốt. Đúng không ạ? Ok, Mạnh Phát có giao hàng toàn quốc và xe luôn luôn có sẵn tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Những cơ sở của Mạnh Phát đấy luôn luôn có sẵn xe điện ba bánh để chúng ta thể đến xem, trải nghiệm, đi thử và mua sản phẩm. Đúng không ạ? Sản phẩm của Mạnh Phát thì đang phân phối là 7 mẫu xe ba bánh cơ. Đây chỉ là một trong số những mẫu thôi. Và sản phẩm này đang được Mạnh Phát phân phối với giá là 15.500.000. Mọi người có thể yên tâm về chất lượng và hãy nhớ lấy hotline của Mạnh Phát là gì ạ? 085-993-441 nhé. Website Mạnh Phát là gì ạ? xedienmanhphat.com. Mọi người có thể lưu ý vào xem sản phẩm và tìm hiểu, hoặc là có thể alo để chúng ta cùng nhau trao đổi để chiếc xe phù hợp nhất với người nhà, người thân trong gia đình. Và các bác có thể là bị tai biến, bị liệt bên tay phải thì Mạnh Phát có thể đổi tay ga và chân phanh sang bên tay trái để làm sao mà các bác có thể sử dụng yên tâm nhất. Bởi vì tại sao mà mọi người có thể đổi được? Bởi vì đơn giản như này, xe ba bánh không đổ được, một tay chúng ta vẫn có thể lái được. Và Mạnh Phát đã đổi rất nhiều trường hợp. Đấy, mọi người vào xem video Mạnh Phát cũng biết, Mạnh Phát đổi rất nhiều trường hợp từ chân phanh đến tay ga sang bên trái để mọi người có thể sử dụng tốt nhất. Đấy, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.